hello, xin chào các bạn, à, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình ông chồng hay làm. ngày Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái kèo, à, nó đã chạy cách đây được bao tháng rồi các bạn, rất là tiếc khi mà mình tới giờ mình mới phát hiện à, và đây là một cái dự án khá khá là tốt luôn nha các bạn. À, và lý do vì sao mình nói như vậy bởi vì á là dự án này họ đã có chain riêng luôn, đã có blockchain luôn các bạn, à, cho các bạn sơ tách để kiếm lãi luôn và đây là một cái mạng xã hội phi tập trung cũng như là danh tính phi tập trung cũng như là à, lưu trữ dữ liệu phi tập trung luôn các bạn à, đây là một cái trend mới mà nó giúp cho gọi là trên web 3 đó các bạn web 3 là cái web đó mà nó giúp cho các bạn là phi tập trung với danh tính không ai quản lý danh tính của các bạn không ai quản lý cái dữ liệu của các bạn và nó có mạng xã hội riêng của nó luôn nha các bạn à, mạng xã hội nè rồi nft nè rồi web 3 nè rồi lưu trữ phi tập trung nè và ví phi tập trung nè và trên riêng luôn Các các bạn thấy là khủng khiếp chưa và nó đã chạy rồi luôn nha các bạn thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để nhận Airdrop của chương trình này à mình vừa mới làm thì mình mới nhận có được có một đồng mít thôi tuy nhiên nó cho mình sẽ tắt kinh để hưởng lãi luôn các bạn và lãi suất nó cũng đang là khá cao một năm nó tầm ba trăm phần trăm luôn thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để sự tắt kinh cái đồng này cũng như cách để mà là nhận thêm airdrop thì à, thứ nhất để nhận được airdrop các bạn phải có một cái tài khoản twitter mà được tạo trước ngày 1 tháng 5 của 2022 nghe những bạn mà bây giờ mới tạo thì sẽ không không có nhận được cái airdrop này nghe các bạn rồi đây là cái trang chủ của nó à, trang missit.site đây các bạn các bạn có thể chuyển sang tiếng việt để xem nghe à, từ lộ trình cho tới à, cái bắt end của nó cực kỳ khủng các bạn cái bạc nơ các bạn bạc nơ là những cái người mà à, gọi là là, là à, đối tác đó các bạn coi cái đối tác của nó là mình đưa cho đối tác nữa các bạn sợ luôn nha đó okx nè rồi bitkeep kiếp nè rồi multi nè rồi bit nè rồi harmony nè các bạn nhìn cái dàn cái dàn mà bắt end của nó các bạn thấy khủng chưa khi mà nó lên sàn một cái các bạn thì hả giá của nó bay không biết tới đâu luôn các bạn kéo không hết nổi cái dàn bắt end của nó luôn các bạn đây đây là những cái partner mà hợp tác với nó để viết viết cái blog này các bạn và đây là tổng nguồn cung các bạn hiện tại là nguồn cung của nó là 116 triệu nha các bạn và nó đã chạy tới 4 triệu khối rồi nha các bạn cái khối của nó này các bạn các bạn coi là khối mới nhất của nó là, là đã 4 triệu khối rồi nha chứ không phải là mới đâu à, à, ví dụ như là của mạng co thì mới có một triệu khối thôi ấy, các bạn mà đây nó đã 4, 4, triệu khối rồi 4 triệu 900 ngàn khối rồi đó ok rồi à, hình như co không tới co hình như mới có trăm ngàn khối thôi các bạn mình nhớ không chính xác nha à, các bạn co trên đó à, rồi ok thì À, các bạn muốn đọc thêm cái à, white paper của nó thì có đây luôn nha các bạn à, đây là một cái dự án mà rất là, là 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 rõ ràng minh bạch đó. và xịn sò luôn các bạn xịn sò luôn chứ không phải là mấy cái dự án à, rác rác coi rác ở ngoài đâu nghe thành ra là à, các bạn hãy dành cái thời gian để đọc à, tuy nhiên mình có thể tóm gọn lại cho các bạn à, hiểu là à, nó nó là một cái à, mạng mạng phi tập trung web 3 à, cho phép các bạn xây dựng cái danh tính à, mạng xã hội NFT và lưu trữ phi tập trung. Ok chưa? Đó là những cái chính của nó. Rồi bây giờ là rất nhiều bạn là muốn à, làm liền thì mình sẽ để cho các bạn một cái link ở trong cái phần mô tả cũng như là ở trong cái comment đầu tiên để các bạn đăng ký nha. Thì mỗi khi các bạn đăng ký vậy á thì À, các bạn gửi link cho người khác á, các bạn sẽ được à, 10% phần trăm cái cái đồng mà những người khác được nhận được nha các bạn thì tùy vào cái mạng cái Twitter của các bạn à, Twitter của các bạn càng đông người á, thì các bạn càng được nhiều cái đồng mic này bởi vì cái đồng mic này nó xây dựng trên cái cơ sở là mạng xã hội phi tập trung nha các bạn đó Ok thì bây giờ là các bạn vô à, mình bấm vô cái link mà mình gửi cho các bạn á, thì các bạn sẽ được dẫn tới cái trang mic này đây đây là cái mid browser các bạn thì à, mình sẽ à, giới thiệu cái à, trong đây nó có gì trước nha các bạn rồi cái cách à, cái cách mà cài đặt á, thì mình sẽ để à, cuối cùng cái video thì á, các bạn sẽ thấy ở trên đây là mình tạo một cái mới hoàn toàn luôn cái ví này có thể là một cái ví kết hợp giữa metamask hoặc là một cái ví mới của mid đều sử dụng được hết nha các bạn ở đây là cái id của các bạn nè gọi là cái địa chỉ đó, đó các bạn, à, ID Mix cũng là cái địa chỉ luôn đó. À, ví dụ như cái này nó có quên led luôn nè, đó thì các bạn thấy nè, đây là cái địa uh, gia tiền mít của mình, mình có tổng cộng là một đồng Mích và mình uh, đã sơ tắt nó vô một đồng rồi còn lại 0.0079 thôi, đó và các bạn có thể xem được cái uh, những cái thông tin về cái mạng này trên cái uh, thông tin về những cái stack đó các bạn rồi cách à, à, nhận phần thưởng như thế nào thì nó khá là nhiều thành ra là mình sẽ à, hướng dẫn cho các bạn trong một cái video khác nha các bạn à, Tuy nhiên thì cái video này mình chỉ hướng dẫn các bạn cách à, cài đặt cũng như là cái cách để các bạn à, sơ tắt cái đồng này nha rồi à, các bạn theo chân mình nha sau khi cài đặt thì các bạn mở nha rồi các bạn à, ở tại đây các bạn bấm hủy cho mình nha các bạn không cần phải đặt nó làm cái à, trình diện mặc định đâu Rồi Các bạn bấm hủy giúp mình Rồi các bạn à, Kéo lên một mục này các bạn Đó Thì khi các bạn bấm từ cái bước tạo tài khoản MID ID mới này nó y chang như là các bạn tạo một cái ví Metamask dễ các bạn à, Các bạn sẽ tạo ví tạo 12 cụm mật khẩu rồi các bạn lưu cụm mật khẩu nha à, Sau đó là các bạn sẽ À, xong cái là các bạn nhập vô thôi là nó ok nha các bạn Rồi, thì bây giờ mình sẽ chuyển qua cái bước là nhận error drop Thì các bạn à, làm theo trên cái màn hình nha Là các bạn cứ approve Ok, rồi các bạn verify cái tài khoản Twitter nha các bạn Thì à, à, nó sẽ dẫn tới mình một cái đường đó là các bạn sẽ à, chuyển qua cái tài khoản Twitter Đó, à, các bạn nhập cái tài khoản Twitter của mình Các bạn lưu ý là tài khoản Twitter của mình nó phải À từ ngày 1 tháng 5 2022 trở về trước nha đó các bạn nhập email của Twitter rồi bắt buộc vô là là xong nghe các bạn à, rồi sau đó các bạn chờ đợi một tí thôi chờ đợi nó nó kiểm tra một tí thôi là nó sẽ trả phí về cho mình nha nó sẽ trả coi về phí cho mình luôn nha các bạn rồi Rồi sau khi các bạn ủy quyền á, thì nó sẽ dẫn tới cái trang để các bạn yêu cầu cái airdrop Thì các bạn đứng đây các bạn đợi một tí thôi các bạn à, Là nó đang xem xét cái tài khoản Twitter của mình coi là nó có đúng cái điều kiện không Có nghĩa là nó phải trước ngày 1 tháng 5 của 2022 á, Thì nó sẽ tự động về ví nha Thì các bạn đứng đây các bạn đợi tí thôi Đó nha các bạn Bây giờ nó đã về ví rồi các bạn Đó bây giờ các bạn bấm vô cái mục Viewing Wallet nha hoặc là các bạn sẽ bấm vô cái cái mục home cái hình người phía trên cũng được các bạn các bạn bấm vô cái mục hình người phía trên đó bằng cái chữ view vô to nghe các bạn thì nó sẽ hiện ra những cái nốt mà người ta đang stack ở đây các bạn đó thì từ những cái nốt này các bạn có thể là à, sẽ gửi chọn một cái nốt để gửi nha thì các bạn nhìn trên màn hình các bạn thấy nó sẽ yêu cầu là các bạn connect cái ví trước đó thì bấm vào con nét cái ví các bạn mình Approve đó thì khi thấy thì các bạn sẽ thấy cái số mít của mình nè mình vừa mới được một mít này các bạn thấy không? đó thì các bạn à, dùng cái một mít này các bạn Delegate có nghĩa là các bạn ủy quyền cho một cái nốt đó thì các bạn sẽ nhận lãi nha. thì à, các bạn coi cách làm mình các bạn bấm vô các bạn sẽ thấy được những cái nốt này các bạn và cái lãi suất của họ là ở nằm ở phía bên tay phải nha các bạn kéo qua các bạn sẽ thấy cái lãi suất nè các bạn có thể chọn cái lãi suất nào mà nó cao cao một tí ví dụ như hai ba trăm phần trăm gì á thì các bạn chọn một cái nốt nha dù mình chọn cái nốt blackwood này các bạn xong rồi các bạn các bạn sẽ thấy là cái lãi suất đồ thông tin nằm bên dưới các bạn bấm vô daily á, thì nó sẽ cho các bạn nhập giá tiền vô nha thì các bạn đang có một bit các bạn phải chừa một ít để làm phí ga nha các bạn thì mình được một bit mấy đó thì mình lấy một bit để mình đi đi gai rồi mình đập râu vậy thôi nha à, bữa sau mình cũng còn để lại một ít để có gì mình còn rút nữa các bạn thì uh, phí của nó thì thấp đó là không sao nha à, ở đây các bạn uh, đó các bạn đi đi gai thì giờ mình hình phơm cái nữa là thành công rồi bây giờ các bạn đã uh, tắt được rồi đó các bạn đó rồi ok um, các bạn sẽ thấy là cái lãi suất rồi rồi um, À, thời gian rút rồi rồi cái phần thưởng mình là nó sẽ nằm ở bên dưới nha các bạn kéo xuống dưới thì các bạn sẽ thấy đó đó, đó là cái cách mình sẽ tắt in nha các bạn